chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel hỏi Sunnyti mình là Eric trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta đã cùng nhau tạo cái giao diện gọi là uh, quản lý lịch hẹn khám bệnh cho bác sĩ thì ở đây thì uh, chúng ta đã cùng nhau design cái giao diện này thì uh, trong video này mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ cho gọi là cho bác sĩ hay nói khác là thằng admin nó có thể chọn những lịch khám bệnh ở đây Và khi chúng ta nhấn nút lưu thông tin thì chúng ta sẽ cần phải ra được một cục data Thì uh, data ở đây thì chúng ta sẽ dùng giống như thằng uh, SQLite bên này Thì uh, các bạn hình dung rằng là chúng ta sẽ dùng một cái là bằng create tức là chúng ta sẽ tạo nhiều bản ghi một lúc nha các bạn Chứ chúng ta không dùng cái create bình thường là chúng ta tạo từng bản ghi một thì à, nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi channel của mình thì à, các bạn có thể biết rằng channel của mình là hỏi dân it thì trên channel của mình mình có tạo một cái playlist đấy chính là khóa học full stack web developer một cách miễn phí về hỏi dân it thì trong cái khóa học này mình có đánh số thứ tự video từ tháng 0 cho đến thăng n Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi khóa học này Ngoài ra thì tại mỗi video thì đối với một video các bạn có thể để ý thấy rằng là mình có ghi cái phần gọi là demo nhanh tại mỗi video Thì các bạn có thể click luôn tại vào đây để có thể theo dõi nhanh Thì trước khi bắt đầu video này mình sẽ demo qua thành quả chúng ta sẽ đạt được khi kết thúc video này nhé thì các bạn có thể để ý thấy rằng là hôm trước thì mình đã làm xong cái giao diện này rồi thì hôm nay thì mình sẽ gọi là mình sẽ lấy được những thông tin trên cái giao diện này nha các bạn thì đầu tiên thì mình sẽ thêm một vài cái validate ví dụ là khi các bạn chưa chọn bác sĩ ấy, thì các bạn nhấn lưu thông tin đúng không thì chúng ta sẽ yêu cầu là người ta sẽ cần phải chọn cái bác sĩ này ví dụ mình đã chọn bác sĩ rồi và mình chọn lưu thông tin thì chúng ta sẽ trực tiếp là các bạn sẽ chọn ngày nhá thì ở đây ví dụ mình chọn à ở đây thì cái ngày của chúng ta thì chúng ta ở đây thì cái ngày thì mình mặc định là min date của mình là chính là ngày hôm nay thành ra là các bạn sẽ chọn tiến lên một ngày nhé ví dụ mình nhấn như thế này rồi thì các bạn thấy rằng là bắt buộc chúng ta sẽ cần phải chọn các khoảng thời gian này thì khi các bạn chọn một khoảng thời gian đấy các bạn hình dung rằng là chúng ta sẽ thêm một cái hiệu ứng cho nó nhá các bạn để thấy rằng là đối với những thời gian nào chúng ta chọn này thì chúng ta sẽ cho màu vàng như thế này các bạn không muốn chọn nó nữa thì các bạn chỉ cần bỏ nó đi như vậy thôi chỉ đơn giản như vậy thôi nhá thì chúng ta sẽ cần phải thêm một cái hiệu ứng như thế này cho cái thằng react của chúng ta các bạn để thấy rằng là ở đây ví dụ là mình đã chọn 3 ngày như thế này rồi thì khi mình nhấn lưu chẳng hạn thì chúng ta sẽ cần phải gọi là chúng ta sẽ cần phải build ra một cục object nha các bạn. Chúng ta sẽ build ra gồm các trường là doctor ID chính là cái thằng bác sĩ các bạn chọn này. Các bạn sẽ cần phải lấy cái ngày xuống này cũng như là các bạn sẽ cần phải lấy được cái ID của thời gian của các bạn nhé. Các bạn hình dung của chúng ta là 1 đến 8 đúng không? Thì ở đây chúng ta lấy là 1 2 7. Ví dụ ở đây thì mình lấy 1 2 3 chẳng hạn này mình sẽ clear đây nha và mình nhấn lưu thông tin. Thì các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta là một hai nha. Thì việc chúng ta lưu thế này để cho trong cái video tiếp theo nữa chúng ta sẽ dùng cái thằng SQLite. Các bạn hình dung rằng là chúng ta sẽ dùng một cái là bank create như thế này để chúng ta tạo nhiều dữ liệu một lúc nha. Thì mục đích của chúng ta trong video này là chúng ta sẽ hoàn thiện cái giao diện React của chúng ta cũng như là chúng ta sẽ cần xây dựng lên một cục dữ liệu như thế này. Thì để bắt đầu video này, trước tiên là các bạn sẽ cần phải chạy con React của chúng ta lên nha Cũng như là các bạn sẽ cần phải chạy cái con Node.js và các bạn sẽ cần phải chạy luôn cả cái thằng Sam PP lên nha Thì lúc nào chúng ta cũng luôn sẵn sàng cái bộ ba như thế này Thì hôm trước rằng là mình đang dừng lại ở đây Thì bây giờ thì trước tiên các bạn để thấy rằng là chúng ta đang có 3, 6, 8 cái lịch hẹn như thế này thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải làm một cái hiệu ứng. Đấy chính là khi các bạn click vào một cái nút như thế này này. Thì nó sẽ cần phải sáng lên để cho người ta biết được là người ta vừa chọn cái nút này nha các bạn. Thì ở đây thì trước tiên rằng là mình sẽ cần phải mở lại con React của chúng ta này. Thì cái file của chúng ta là mình sẽ... Các bạn chờ mình xíu để mình mở lại cái file của chúng ta. Đấy chính là chắc chắn nó sẽ nằm ở trong cái phần System của chúng ta và nó là cái Manage Schedule đúng không các bạn? Thì các bạn có thể thấy rằng là hôm trước cái chúng ta lấy là cái range time đúng không các bạn tức là những cái khoảng thời gian ấy thì chúng ta cho hết vào một mảng đấy chính là range time thì làm sao để có thể tạo được cái hiệu ứng gọi là khi các bạn nhấn vào một nút ấy nó gọi là sáng lên hoặc là khi các bạn click ngược lại thì nó lại bị tắt đi thì để làm được điều đấy thì trước tiên rằng là chúng ta sẽ cần phải process cái chúng ta sẽ cần phải xử lý cái thằng range time này các bạn nha tức là chúng ta sẽ cần phải nhét thêm cho nó vào đây thì à, các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đang lấy hết thông tin của thằng range time và chúng ta lấy từ đây đúng không các bạn Chúng ta lấy từ trong Redux của chúng ta Chúng ta gọi API và chúng ta lấy vào đây Thì à, đầu tiên thì mình sẽ console.log nha các bạn Console.log này hỏi dân Hỏi dân Hỏi dân Hỏi dân IT channel nha Và đây thì mình sẽ check range time này Range time Mình sẽ cần phải check một cái range time này thì đây thì mình sẽ lock ra nha các bạn. Tức là mình sẽ lốc cái biến là uh, this.prop.allScheduleTime ra cho các bạn xem nha. Rồi, mình nhấn Ctrl S nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Thì uh, cái process của mình nó đang compile rồi. Mình sẽ quay lại và mình sẽ inspect sẵn lên này. Và mình sẽ xem xem là mình lốc ra cái gì nè. Um, ở đây thì nó chưa lốc ra hết tại vì cái thằng process của mình nó đang chạy lại rồi. Thì uh, cái lần đầu tiên khi cái process của mình chạy lên thì uh, có thể như là do máy mình nặng ấy. Thành ra là nó sẽ cần tốn thời gian một chút. Thì à, các bạn có thể thấy rằng là khi bởi vì tại sao chúng ta không cần phải load lại trang? Bởi vì là khi các bạn dùng cái thằng à, webpack mà nó có một cái gọi là hot reload thì các bạn sẽ không ngồi cần phải load lại trang đâu nha. Còn lâu nay thì à, thỉnh thoảng mình hay load lại trang để cho nó chắc thôi. Các bạn không tin thì các bạn chỉ cần reload lại trang một cái thì nó cũng ra cái hỏi unity đây này. Chính là cái đầu tiên đây. Thì à, các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đã load ra được à, đống này rồi đúng không? Thì à, bây giờ để làm cái này thì khi chúng ta sẽ cần phải có một cái trường nó giống như là true hay false đấy các bạn tức là trong cái mảng này này mỗi một lần mà các bạn gọi là chúng ta gọi là chúng ta nhấn vào một cái thì chúng ta sẽ cần phải cho cái biến đấy thành true nha các bạn thì để làm được điều đấy thì mình sẽ đặt nó nha các bạn mình sẽ vào đây mình sẽ cần phải vào cái thằng này của chúng ta này thì trước khi làm được điều đấy thì mình sẽ cần phải dùng một cái vòng map nha các bạn thì mình sẽ gán nó này mình sẽ đặt một cái biến data nha các bạn biến data chính bằng chúng ta sẽ hứng nha this schedule time nha rồi sau đấy là chúng ta sẽ làm một cái điều kiện này if chúng ta có biến data này và data của chúng ta các bạn bao giờ cũng phải chấm cho mình bởi vì chúng ta đang làm một cái mảng đúng không thì bao giờ các bạn muốn thao tác với mảng thì bao giờ các bạn cũng thêm cho mình một cái điều kiện là data.let lớn không nha thì chúng ta sẽ gắn ngược nó lại này chúng ta sẽ map từng thằng item thôi và chúng ta sẽ return cái thằng item và tiếp cho mình là item chấm ví dụ là mình sẽ đặt một cái trường là either select uh, Either selected bằng for nha các bạn uh, Item Item um, Bằng for Mình gắn như thế này à, Cái này nó sẽ hiểu uh, Như thế này mình sẽ cần phải return um, Như thế này nha mình sẽ gõ lại nha các bạn Chúng ta sẽ map từng thằng item này Rồi như thế này Đấy Thì um, có một cách dễ hơn nha thì mình mình hay làm như thế này tuy nhiên ở trong vòng map mình không chắc item chấm is selected đấy vòng for nha mình làm như thế này mình không chắc là nó có chạy được không này thì à, mình mình cancel the log cancel the log cái này ra rồi mình sẽ giải thích cho các bạn nha thì à, như thế này data thì à, mục đích của mình là mình muốn lập mình muốn gọi là chạy tất cả các phần tử của mảng mình đang có và đối với mỗi một phần tử thì mình sẽ gán cho nó một cái giá trị mặc định là is selected mình sẽ gắn bằng for nha các bạn. thì bây giờ mình sẽ cần phải quay lại cái của mình này. thì các bạn thấy rằng là cái biến à, nó bị undefined hết này. thì chúng ta làm như thế này không được à? data chính bằng uh, data chấm map từng thằng item. thì ở đây thì mình ví dụ mình return thằng item xem nhé. mình như thế này, mình gõ như thế này xem có được không nhá? thì uh, mình xem nào. đây. được rồi nha. Uh, được rồi được rồi được rồi. Đây, các bạn thấy rằng là mình phải return trong cái vòng map đấy thì mình phải dùng cái hàm return thì mới được. Thì ở đây thì mình sẽ reload lại và mình sẽ giải thích cái việc mình vừa làm nha. Các bạn để thấy rằng là đây chính là cái mảng ban đầu của chúng ta này. Các bạn thấy rằng là mảng ban đầu của chúng ta nó cũng bị modify rồi. Thành ra là nó có một cái trường là is selected bằng false nha. Tương tự rằng cái mảng của chúng ta là cái thằng data ấy. Thì các bạn thấy rằng nó cũng có một cái trường is selected bằng false nha thì à, mục đích lúc nãy của mình ấy là mình sẽ lặp xung quanh cái đống này này. Các bạn thấy rằng chúng ta có 8 phần tử thì chúng ta sẽ lặp từng phần tử một. Sau đấy là đối với mỗi phần tử mình sẽ cho nó thêm một trường nữa đấy chính là is selected bằng four tức là mặc định là cái trường này nó sẽ chưa được chọn. Khi chúng ta nhấn cái sự kiện on click ấy thì mình sẽ cho cái biến này là is selected bằng true nha các bạn. Thì như vậy thì chúng ta mới phân biệt được là chúng ta đã tạo được cho cái thằng nào rồi, tức là chúng ta vừa chọn cái thằng lịch hẹn khám bệnh nào. Thì ở đây thì uh, um, let data This plot chấm cái này uh, Thì như thế này Các bạn thử như thế này xem có được không nhé Rồi và mình sẽ Như thế này mình sẽ bỏ Mình không hứng như thế này xem nào Mình không hứng như thế này nhé Thì uh, mình sẽ cốt kiểu này xem có được không đã Mình cũng không hay làm cái này Mình xem nào Thằng data của chúng ta Thằng data của chúng ta vẫn có này Và nó vẫn modify À thì uh, khi chúng ta dùng cái hàm return Thì uh, mặc định Rồi mặc định thì nó vẫn tự hiểu Thì uh, như thế này nhá. Nếu bạn nào mà Mình xem nào Uh, uh, mình cốt kiểu này cũng được Tức là các bạn sẽ gắn thêm một cái thôi Có một cái như thế này Các bạn sẽ search cho mình sẽ như thế này này Chúng ta sẽ kiểu giống như là uh, Jet nha Các bạn sẽ thêm cho mình jet array này Look through uh, And uh, add new nha Add new property Tức là thuộc tính mới này Đấy Như thế này uh, To an array of object này Uh, như thế nào active. Đây thì đại cái nó giống giống như cách của chúng ta này. Đây này, thực chất rằng là cái của chúng ta làm thì giống hệt cái hàm for h đây, đây các bạn này. Thì uh, cái thằng uh, thằng nó hỏi ấy thì nó có một cái mã như thế này và nó muốn gọi là nó nhét thêm một cái thuộc tính là is active, giống như chúng ta này. Thì bọn nó cũng gợi ý là dùng vòng uh, vòng for thôi. Như thế này các bạn này thì à, cách nào cũng được nha các bạn các bạn có thể google thôi chủ yếu là cái gọi là keyword các bạn search thôi nha thì à, keyword của mình là thêm thuộc tính vào một cái array tức là một cái mảng mà gồm các object thì à, đối với thằng javascript thì tùy các bạn nha các bạn có thể dùng cách nào cũng được như ở đây thì nó sẽ copy lại cái object của chúng ta này đồng thời thì nó thêm một cái thuộc tính nữa tức là đối với mỗi phần tử ấy các bạn hình dung cái object này chính là một cái item tức là nó sẽ lặp lại này nó sẽ copy cái hàm này thực chất là nó là chữ return này các bạn và nó sẽ thêm một cái thuộc tính mới này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ cốt như thế này thì nó sẽ hiểu hơn nha đây này các bạn này trong cái vòng này của nó nó sẽ làm như thế này chúng ta sẽ là data chấm map nha đây này các bạn sẽ map từng cái thằng item một như thế này các bạn sẽ copy lại cái thằng item và ngoài ra rằng các bạn sẽ thêm một cái thuộc tính nữa là is active mặc định bằng false thì như thế này hai cái làm này giống hệt nhau thôi mình sẽ cần cho lại nhá và các bạn sẽ xem cái biến data của mình này thì mình quay ra này mình sẽ quay lại cái của chúng ta mình clear hết đi và mình sẽ reload lại nha thì ở đây thì chính là cái data của chúng ta thì các bạn có thấy rằng là chúng ta à, chúng ta bị thọt này à hay nhỉ chúng ta dùng cách này à, chúng ta phải hứng à chúng ta sẽ cần phải hứng nó lại à mình đoán là chúng ta sẽ cần phải hứng như thế này thì nó mới được này nó mới ghi đề cho thì mình sẽ quay lại một lần nữa nha tại sao mà chúng ta làm cách hai nó không ăn nhỉ vô lý nhỉ cách đầu tiên của chúng ta ăn vào đây thì bắt buộc các bạn phải hứng thì mới được. thì à, lý do rằng là các bạn hình dung cái mảng này nó giống như là nó clone nó thôi, nó sao chép thôi. thì các bạn muốn thì các bạn sẽ cần phải hứng giá trị lại. tức là chúng ta sao chép này, chúng ta lặp từng phần từ tử một. thì à, cái dấu ba chấm này chính là cái dấu copy thôi các bạn. cái dấu copy ấy tức là nó có bao nhiêu giá trị bên trong thì nó sẽ nhét hết vào đây. sau đấy là các bạn sẽ gán bằng giá trị này. còn bạn nào tùy các bạn nha, các bạn xem xem cách làm nào gọi là nó dễ làm hơn cũng như là cái cách làm mà nó quen thuộc với các bạn hơn thì các bạn làm nhé còn mục đích ở đây của mình là mình đã thêm một cái trường mới nữa có tên là is selected bằng 4 nha các bạn rồi sau khi đã được như thế này rồi thì chúng ta sẽ asset cho mình một cái data nha mình sẽ xóa những dòng lốc này đi và cái cái biến data của mình mình sẽ set cho cái thằng range time nha các bạn rồi ok chưa chúng ta đã được cái này rồi tiếp theo nữa là mỗi một lần mà các bạn nhấn vào cái nút bấm này các bạn này Mỗi một lần chúng ta nhấn vào cái nút bấm này Thì uh, những cái thằng range time ấy Thì mình sẽ cần phải thêm cho nó một cái sự kiện on click nha các bạn Thì ở đây thì mình sẽ cần phải thêm một cái sự kiện này Sự kiện là on click nha On click bằng này uh, Chúng ta sẽ cần phải một cái arrow function đá ra nha Thì mình sẽ có một cái arrow function như thế này Handle click này Click uh, uh, Bên time nha Đấy mình sẽ như thế này Mình sẽ cần phải tạo một cái function có tên là handle Như thế này và ở đây thì uh, chúng ta có một cái nút uh, thì làm sao chúng ta có biết được à các bạn sẽ truyền vào đây cho mình một cái thằng item nhé tức là chúng ta cần phải biết là chúng ta đang click vào cái thằng item nào hay nói khác là chúng ta đang click vào cái khoảng thời gian nào nhé rồi ở đây thì mình sẽ quay lên phía trên và mình sẽ cần phải tạo cái hàm gọi là on click của chúng ta nha thì uh, mình sẽ như thế này thì uh, mặc định của mình thì mình đã truyền vào một cái khoảng thời gian rồi thời gian thì các bạn có thể gọi là time hay là các bạn gọi là duration thì tùy các bạn nhé còn ở đây thì mình sẽ nhấn là tham thôi. Thì ở đây thì mình sẽ con the hỏi dân hỏi dân hỏi dân à đây. IT check time nha các bạn. Check time click này. Thì chúng ta làm đến đâu chúng ta chắc đến đấy nha các bạn, chứ không phải là mình cố tình gọi là câu giờ đâu. Thì đối với nhiều bạn ấy, đôi khi các bạn chứ gọi là dục tốc bất đạt đấy, thành ra các bạn cốt thì nó sai tùm lum đi. Ở đây thì ví dụ mình nhấn nút nhấn cái 9 đến 10 giờ nha thì các bạn có thể thấy rằng là mình đã click vào cái thằng đây này các bạn thấy rằng của chúng ta 9 đến 10 giờ nhá và các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái thuộc tính là is bằng false thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đây các bạn các bạn mà muốn cho nó chuyển được cái màu sắc ấy của cái nút này này ví dụ khi mà các bạn nhấn vào cái cái nút này một cái mà nó muốn gọi là các bạn muốn một cái ví dụ mình thêm một cái background nhá green đấy các bạn hình dung rằng khi các bạn nhấn một cái vào một cái nút thì nó sẽ là green còn khi các bạn bỏ nhấn chẳng hạn thì nó sẽ gọi là nó sẽ chuyển thành màu trắng bình thường ấy thì à, làm sao để làm được điều đấy thì à, có một cách đơn giản thôi đấy chính là các bạn sẽ cần phải um, khi các bạn đã có một cái này rồi nhá đầu tiên rằng là, là các bạn sẽ cần phải lôi những cái hiện có của chúng ta đấy chính là chúng ta sẽ cần phải lôi cái thằng race time ra nhá thằng race time chính là chúng ta quản lý bằng state của nó ấy rồi sau khi chúng ta đã gọi là có cái thằng race time này rồi thì chúng ta sẽ cần phải tìm xem là chúng ta vừa click vào cái thằng nào nhá thì các bạn sẽ như thế này các bạn sẽ là if rain time tức là có thằng rain time này các bạn sẽ check tiếp cho mình vào thằng rain time của chúng ta phải chấm len nhá bao giờ các bạn thao tác với mảng thì các bạn cũng luôn cho mình cái điều kiện này tức là đầu tiên là các bạn phải check xem nó có tồn tại hay không và sau nữa là các bạn nó đã tồn tại rồi thì bắt buộc các bạn phải check xem là nó có lớn hơn không hay không nhá thì đôi khi các bạn dùng các hàm mà nó các bạn không có cái điều kiện check len ấy thì nó sẽ bị undefined thì code của các bạn sẽ bị lỗi thôi thì ở đây thì mình sẽ là let item nhá Uh, chúng ta sẽ chúng ta sẽ như thế nào nhỉ à đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải tham um, chấm uh, chúng ta cái hàm range time của chúng ta thì uh, uh, mình sẽ Google nhé các bạn chờ mình xíu để mình Google nhé ở đây thì uh, mình vừa Google nhanh thì chúng ta có rất nhiều nhiều cách để có thể làm cái điều chúng ta mong muốn thì uh, mình sẽ nói cái hướng của chúng ta làm nha thì các bạn hình dung rằng là bây giờ chúng ta có một mảng thời gian đúng không bây giờ chúng ta cần tìm được là cái cái thằng thời gian chúng ta vừa click và chúng ta sẽ cần phải xét cái trường là isSelect select bằng true thì các bạn hình dung rằng đây các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải tìm tìm cái thằng đấy và chúng ta sẽ cần phải sửa cái mảng nha thì ở đây thì bọn ấy nói có rất nhiều cách Cách đầu tiên rằng là, là các bạn sẽ dùng một cái hàm gọi là file index của thằng array ấy, thì nó sẽ cho các bạn một cái chỉ số. Sau đấy là đối với một object, ấy, object bản chất của nó cũng là mảng thôi. Thì các bạn sẽ là tìm được cái index và các bạn sẽ gắn đè cái giá trị mà cái item mà các bạn vừa mới làm ấy. Thì à, tùy các bạn nhé, các bạn làm cách nào cũng được. Thì ở đây thì mình sẽ dùng một cách đấy chính là chúng ta dùng lại cái hàm map đấy. Lúc nãy chúng ta có dùng cái hàm map như thế này các bạn này. Chúng ta sẽ gắn ngược lại thôi. Thì ở đây nhé, mình sẽ quay lại đối với cái project của chúng ta này. Thì à, đầu tiên thì mình sẽ gán nha các bạn Đây Thì à, mình sẽ đặt một cái biến range time của chúng ta Thì chúng ta sẽ map từng cái thằng item nhá Thì à, chúng ta ở đây này Các bạn hình dung rằng là Item.id phải bằng thằng time.id nhá Tức là chúng ta sẽ map ngược lại này uhm, Đây Thì chúng ta sẽ như thế này nha các bạn à, Mình sẽ sửa một chút nha À, mình sẽ sửa như thế này, này mình sẽ viết như thế này thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Bởi vì đôi khi là chúng ta gọi là chúng ta sẽ map từng thằng item này. if item.id bằng bằng cái thằng tham.id ấy. tham.id này thì cái thằng item của chúng ta chấm is selected này. selected chính bằng true nha các bạn. Đấy. Và các bạn sẽ return thằng item cho mình. Đấy, như thế này. Rồi, sau khi cái hàm này thì mình sẽ console log nha các bạn. Con sở log hỏi dân, hỏi dân IT Channel nhé. Và như thế này, mình sẽ console log cái thằng Range Time nhé, Range Time. Thì ở đây thì mình sẽ giải thích cái gọi là các bạn hình dung cái đống chúng ta vừa làm nhé. Đầu tiên là rằng là các bạn sẽ lấy trong cái state của chúng ta ra cái biến Range Time này, tức là cái mảng lưu trữ tất cả các khoảng thời gian của các bạn. Sau đấy là các bạn sẽ lập các bạn sẽ cần phải lặp gọi là các bạn sẽ dùng một cái vòng loop ở đây thì chúng ta sẽ dùng vòng map nha tức là các bạn sẽ lặp từng phần tử một và các bạn sẽ cần tìm xem là phần tử nào cái phần tử nào trong cái mảng rain time ấy nó có cái id chính bằng cái khoảng thời gian các bạn vừa click nếu như là các bạn tìm tới được cái phần tử đấy thì các bạn sẽ lập tức các bạn sẽ chuyển cái phần tử đấy có biến là is a thật bằng true nha thì ở đây thì mình sẽ return thằng item để cho cái cái thằng rain time này lúc nào nó cũng trả lại một cái phần tử của chúng ta thôi thì như vậy thì cái mảng này của nó không bị thay đổi Cái nó bị thay đổi chính là cái trường is selected thôi nha các bạn Thì sau khi nó thay đổi thì mình có lốc nó ra chỗ này nhá Thì ở đây thì để cho chắc nữa này Thì như thế này nha Mình sẽ in như thế này thì các bạn sẽ Sẽ dễ hơn này Rain time mà Đây Before nha các bạn Đây này Before nha Rồi mình sẽ cần phải paste thằng này và bạn nào muốn làm mà các bạn cảm giác khó khăn quá ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn chứ làm từ từ thôi chúng ta có before và after như thế này bản chất của cái thằng react nó không khó đâu các bạn ạ cái khó là các bạn học cái ngôn ngữ javascript thôi các bạn học được ngôn ngữ này thì các bạn làm cái này thấy dễ ợt à đầu tiên là mình sẽ click vào thằng 9 đến 10 giờ nhá các bạn thấy rằng là mình có hai cái là before và after cái thằng 9 đến 10 giờ tức là cái phần tử thứ hai đó các bạn này tức là 9 đến 10 giờ nhá các bạn hình nhìn cho mình là ở đây thì before của nó bằng true à ở đây là nó bị thay đổi à Uh, ở đây thì do mình gọi là như thế này thì nó tự động chúng ta gọi là range time của chúng ta nó tự động thay đổi chỗ này chúng ta lại uh, chúng ta làm như thế này thì nó gọi là chúng ta shadow copy thì uh, nó không được à thì uh, mình sẽ là let data nhỉ đấy mình như thế này thì nó mình nghĩ là nó với nó không các bạn mới nhìn rõ này thì uh, như thế này nhé mình sẽ um, uh, refresh lại xem nào mình hứng rồi rồi before à, Thằng này nó vẫn modify của chúng ta Nhìn như thế này nó không rõ nha Chúng ta làm đúng rồi đấy Tuy nhiên rằng là mình lại không muốn làm cái kiểu hứng như thế này Chúng ta đang shadow copy Thì khi nó thay đổi như thế này Nó lại uh, Nó lại thay đổi một cái biến này của chúng ta Khi thằng này thay đổi Thì uh, chúng ta lại bị như thế này Mình sẽ là Ờ, uh, như thế này đi let data bằng range time. Range time như thế này, mình sẽ gắn ngược lại như thế này. Đấy. Mình như thế này xem 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 là nó có gì thay đổi không nha các bạn. Let data à, mình sẽ cần phải bỏ cái biến này đi. Rồi, như thế này, mình nhấn Ctrl S nhá. Thì à, mình sẽ giải thích cho các bạn à, tại sao nó lại như vậy. Rồi, mình sẽ chọn lại thằng này. Ờ chúng ta thằng thứ hai của chúng ta vẫn bị à? Ờ cái này có vẻ hay nhỉ. Chúng ta vẫn bị này. Tức là chúng ta đã đạt được kết quả của chúng ta rồi, tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn bị cái thằng này. Um, thì à, tạm thời rằng các bạn cũng không phải quan tâm tại sao nó bị đâu nha. Thì à, trước tiên rằng là các bạn sẽ để ý thấy rằng là cái thằng range time của mình thì mình đã gọi là mình đã um, ở đây thì cái thằng range time của mình thì mình đã tìm được thằng phần tử và mình đã cho nó thành true rồi nha các bạn. Thì à, ở đây nhá, sau khi mà các bạn đã cho nó thành true rồi ấy thì các bạn sẽ cần phải viết .set thêm một cái các bạn sẽ cần như thế này thì cái đấy giờ là nó thuộc về một cái là deep copy deep copy và một cái là shallow copy ấy thì hôm sau có thời gian thì mình sẽ giải thích thêm về cái này nhé thì tạm thời các bạn chứ làm cho nó chạy được đã chúng ta chứ gọi là mục tiêu của chúng ta phải lên được cái giao diện đã còn bất chúng ta tính sau nhé ở đây thì các bạn muốn gọi là nó thay đổi giao diện ấy thì bắt buộc các bạn phải gọi đến cái hàm các bạn sẽ cần phải gọi đến cái hàm nó set state như thế này thì nó mới thay đổi giao diện nhé thì mình nhấn Ctrl S lại để cho mỗi một lần các bạn click ấy bản chất của nó thì nó phải render lại thì nó mới Làm nó mới đẹp được thì à, mình sẽ console log này à, hỏi dân it nha mình sẽ console log đây hỏi dân it này check state nha đây các bạn sẽ check ngay tại cái hàm render cho mình nhá chúng ta sẽ là range time rồi các bạn sẽ check cái biến range time này cho mình nhá rồi chúng ta vừa thay đổi một chút xíu như thế này và mình quay lại này mình sẽ clear đi nhá các bạn để ý này 9 đến 10 nha các bạn để ý thằng thứ hai của chúng ta này chu đúng không thằng đầu tiên đang phô này thằng thứ ba của chúng ta này vẫn là phô nha bây giờ mình click thằng đầu tiên nha. thì chúng ta sẽ có hai thằng đầu tiên này nó sẽ là chu nha các bạn mình sẽ là thằng đầu tiên chu nha thằng thứ hai chu nha thằng thứ ba phô nha như vậy là các bạn đã gọi là lấy được cái biến này rồi nha à có một cái điều nữa rằng là khi chúng ta click vào đây ở chúng ta sẽ chúng ta sẽ cần phải như thế này các bạn này chúng ta sẽ không cần chúng ta sẽ không thể gán nó luôn bằng true được khi các bạn gắn các bạn click ngược lại một cái thì chúng ta sẽ cần phải gán nó bằng phô nha các bạn thì làm sao để làm được điều đấy thì để làm được điều đấy thì thay vì các bạn hát cốt nó bằng chu như thế này thì các bạn sẽ đặt ngược lại như thế này cho mình nhé đấy thì như thế này rằng tức là nếu mà giá trị của nó bằng phô ấy thì chúng ta sẽ gán nó bằng chu nếu mà nó bằng chu thì nó sẽ bằng phô nha các bạn tức là các bạn dùng dấu chấm than như thế này thì nó sẽ lấy cái giá trị của chính nó hiện tại và nó sẽ gọi là gán ngược lại nha các bạn thì bây giờ mình gọi là mình sẽ check này. Đầu tiên mình gắn thằng uh, thằng đầu tiên nha. Thì các bạn sẽ thấy nó bằng chu đúng không? À nó bằng 4. À? bằng 4. Ờ à? uh, sao nó bằng 4 hết nhỉ? À bằng chu này. Thằng đầu tiên của chúng ta thì à mình cần phải reload lại. Gắn uh, click một cái. 4 à? Thằng này tại sao đầu tiên nó bằng 4 nhỉ? Is the item bằng cái thằng này item item chấm select chúng ta is selected chúng ta là mặc định chúng ta đang gán một for mà à ở đây sorry các bạn nhé cái này chúng ta sẽ cần phải là gán nó là một kiểu này các bạn ạ. nó bị lỗi ở đây thì các bạn hình dung rằng chúng ta phải là một kiểu boolean nha cái kiểu vừa nãy là nó là kiểu string các bạn ạ. thành ra là các bạn dùng cái dấu chấm than này nó không hiểu đâu chúng ta chỉ dùng cái dấu chấm than đối với thằng boolean thôi tức là cái trường true hay false ấy. Ở đây thì các bạn nhấn lại cho mình nhá, Rồi mình sẽ check lại xem nào Đầu tiên của chúng ta sẽ phải là true Ok đúng chưa các bạn Lần thứ hai mình click lại nó này Thì nó sẽ cần phải là false cho mình nha Đấy các bạn thấy rằng là bây giờ nó đúng rồi nha Thôi sau khi chúng ta đã có một cái biến để xác định nó click hay không ấy Thì các bạn sẽ làm tiếp cho mình này Ngay tại đây các bạn này Các bạn để cho nó lên màu ấy Thì các bạn sẽ cần phải check từng thằng item nha Chúng ta sẽ cần phải thay đổi class cho nó này ờ, đầu tiên là mình sẽ cần phải sang bên này thì à, các bạn thấy rằng là Mình có một cái class là Class của chúng ta đâu Button say schedule này Thì à, mình sẽ thêm một cái class cho nó nha Và class active này Và class active nha Chúng ta sẽ có một cái class active Cho nó này Thì à, đối với thằng class active Thì bây giờ mình sẽ cần phải thêm cho nó là một cái uh, Bên này đi Mình sẽ thêm cho nó một cái background nha các bạn Mình sẽ cố tình thêm cho nó một cái background nha uh, back uh, background này thì mình sẽ là thăng DDD nha thăng đê đê đê. À, background à mình thiếu mất một chữ D rồi đây thì khi nó active của mình thì sẽ là cái chữ D màu này nha các bạn thì à, mình sẽ chọn xem là nó có màu gì đẹp đẹp hơn không thì à, nó sẽ màu xanh màu vàng như thế này thì à, ví dụ mình à, thích cái màu cam đi như thế này nha mình sẽ chọn màu cam cho nó nổi nha các bạn thì thực chất là các bạn sẽ là orange thôi đấy khi nó active thì nó sẽ có màu cam như thế này nha các bạn thì ở đây thì mình sẽ thêm cho nó một cái là background background color của mình sẽ là orange nha các bạn đấy thì uh, khi nào thì mình sẽ thêm một cái class active cho nó thì khi gọi là chúng ta cái nút của chúng ta cái trường mà is selected ấy, nó bằng true thì chúng ta sẽ thêm cái class là active cho nó nha các bạn thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái điều kiện ở đây này chúng ta sẽ thêm một cái điều kiện ngay từ đầu này nếu item này chấm is selected bằng bằng true nha tức là nó được chọn đấy chấm hỏi nha nếu đừng nói chọn thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái class vào đây. Các bạn sẽ bê cái này cho mình. Các bạn sẽ thấy này, đây, mình sẽ Ctrl X nha. Các bạn chưa làm đi rồi tí nữa mình chạy rồi các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ không mà. Các bạn sẽ thêm cho mình một class active ở đây. Rồi, mình sẽ chấm hỏi để xuống dưới nha. Đấy, bằng một chu này. Ngoài ra nếu mà không phải thì các bạn sẽ cho mình một dấu hai chấm nha. Đấy, chúng ta chỉ là BTN và các bạn sẽ cho mình một cái là BTN schedule thôi. Điểm khác biệt của hai cái hai cái biến này tức là chúng ta sẽ không có gọi là À, chúng đây thì à, mình sẽ enter xuống dòng như thế này, này Đấy các bạn sẽ thấy rằng là Như thế này mình sẽ xóa nó lên trên nha Rồi Ở đây thì à, nó hơi xấu một chút nha Mình sẽ nhấn Ctrl S nó tự động format thôi Thì à, ở đây mình sẽ Ctrl X Mình sẽ xóa cho nó lên trên cùng đi Như thế này rồi xóa Rồi mình sẽ cần phải như thế này Bởi vì là cái máy tính của mình ấy Mình để font size nó to để cho các bạn dễ nhìn đấy Nên là cảm giác nó dài Còn bạn nào máy tính các bạn để font size nhỏ Thì các bạn cũng thấy bình thường thôi các bạn thấy rằng là ở đây thì mình làm một cái điều kiện này Nếu mà cái item của chúng ta ấy, nó có cái trường sẽ tật bằng true thì nó sẽ thêm một cái class là active Còn nếu mà nó không có thì nó chỉ là class bình thường thôi nha Mình nhấn Ctrl S và mình sẽ quay lại cái giao diện của chúng ta để các bạn thấy này Mình sẽ refresh nha Bây giờ mình sẽ làm nha, mình click vào thằng đầu tiên Thì à, nó không có gì à Thằng đầu tiên của chúng ta thì mình sẽ xem nào, mình click thằng thứ hai Không có gì, không có gì luôn này à, Ở đây thì mình sẽ xem nào Chúng ta click vào rồi Đấy chúng ta có class active rồi mà. Tuy nhiên rằng là chúng ta chưa ăn cái class active của chúng ta button schedule à có vẻ như là button schedule button schedule. À đây mình à button schedule à mình ghi sai nha các bạn, chúng ta là button say nha. Thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái một cái class ở ngoài này. Các bạn sẽ thêm cho mình class là button schedule nhá. mình sẽ Ctrl F Ctrl V chúng ta chưa hề định nghĩa class này. Rồi, quan sát như thế này. Ở đây thì uh, các bạn sẽ cần phải b cái thằng này vào bên trong cho mình thôi. Như thế này. Tức là mình chưa định nghĩa class uh, btn schedule mình định nghĩa sai. Cái nút này chính là cái nút lưu thông tin này các bạn, cái nút màu xanh ấy, cái nút uh, ở góc này này. Đây này. Thì uh, các bạn quay lại thì các bạn thấy chúng ta có màu này chưa? Đấy, các bạn thấy xịn sò chưa? Mình sẽ refresh lại nhá. Thì um, như mình chia sẻ, ngày xưa khi mình làm cái thằng khoa học cũ của mình ấy, anh nói khác là cái project mình share với các bạn ấy, mình làm hiệu ứng này bằng thằng jQuery còn bây giờ chúng ta dùng cái thằng react các bạn thấy rằng là bản chất cái thằng common này nó giúp cho chúng ta rồi thì uh, như vậy là bây giờ chúng ta đã thêm được cái hiệu ứng gọi là chúng ta đã chọn những khoảng thời gian nào nha các bạn ở đây thì um, sau khi chúng ta đã có cái hiệu ứng như thế này rồi thì bây giờ mình muốn rằng là khi các bạn nhấn vào cái nút lưu ấy chúng ta ví dụ là các bạn có 3 năm tức là các bạn chọn năm khoảng thời gian này rồi thì chúng ta sẽ cần phải render ra một cái mảng như các bạn tức là năm năm cái mảng ấy à, mảng có năm phần tử đấy các bạn hình dung rằng là chúng ta phải gen ra một cái object như thế này các bạn này tức là object đầu tiên chính là id thằng bác sĩ này object thứ hai chính là thời gian thôi tức là chúng ta sẽ có id và thời gian id của bác sĩ nó sẽ giống nhau tuy nhiên thời gian là nó sẽ khác nhau nha các bạn thì ở đây thì bây giờ mình sẽ làm cái nút lưu thông tin nha các bạn thì trong cái video này thì chúng ta focus vào cái thằng React ấy đã chúng ta gọi là chúng ta giao diện của chúng ta gọi là làm xong được ở đây ví dụ mình chọn ngày như thế này thì khi các bạn nhấn một cái lưu thông tin như thế này thì chúng ta cần phải lưu ra một cái mã nha các bạn thì để làm được điều đấy thì trước tiên rằng là mình sẽ cần phải thêm một cái sự kiện on click cho cái thằng cái nút của chúng ta nha các bạn thì ở đây thì mình sẽ kéo xuống cuối cùng đây chúng ta chưa hề thêm cái sự kiện cho nó ở đây các bạn này thì ở đây thì mình sẽ thêm một cái event cho nó nhé on click này chúng ta sẽ mở một cái giống ngoặc ra và chúng ta sẽ cần phải viết một cái function là uh, chấm này dí chấm handle save schedule nhé đấy mình sẽ viết một cái hàm như thế này nha các bạn rồi mình Ctrl S để mình uh, gọi là copy tên của hàm này và mình sẽ quay lên phía trên này của chúng ta mình sẽ viết ngay trên cái hàm render này luôn bằng một cái arrow function rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm gì? Nó cực kỳ dễ thôi các bạn. Đầu tiên rằng các bạn thấy nhỉ chúng ta dùng cái thằng react ấy, việc mà các bạn nhấn như thế này này thì để gọi là thằng react nó render được đúng ấy thì bắt buộc nó phải lưu trữ được data đúng không các bạn? Data ở đây chính là các khoảng thời gian. Thì ở đây thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ lấy cái khoảng thời gian ra nha. Thì các bạn sẽ lấy như thế này, let rent time của chúng ta này. Chúng ta sẽ lấy các khoảng thời gian mà đã được cập nhật vào trong state rồi. Tiếp theo nữa rằng là chúng ta sẽ lấy luôn thằng bác sĩ nha các bạn. Thì làm sao để lấy được thằng bác sĩ ra? Thì các bạn có thể thấy rằng là ở đây chúng ta có một cái thằng bác sĩ, chúng ta có giá trị của nó chính là cái cái selected doctor này các bạn này, mình sẽ lấy tiếp thằng thằng doctor ra nha. Tiếp theo nữa là mình sẽ cần phải lấy cái thằng chúng ta cũng có luôn cái thằng thời gian picker của chúng ta chính là current date nha. Ở đây thì mình sẽ lấy ba cái biến này ra luôn nha. Bạn nào mà muốn biết cái state của chúng ta lưu cái gì ấy thì ở đây thì mình vẫn gợi ý các bạn là các bạn sẽ con sờ log nha. Hỏi dần IT check state này. Đấy. Ở đây thì mình sẽ lốc luôn cái thằng chấm state ra cho các bạn xem này. Rồi, mình sẽ nhấn Ctrl S cho nó quay lại này. Thì bây giờ mình quay lại nha. Các bạn để ý này. Bình thường nha, bình thường chưa có gì nha, mình nhấn lưu thông tin một cái xem nó có gì nào. Khi các bạn nhấn lưu thông tin đấy các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái current date của chúng ta là rỗng đúng không? Chính là chúng ta chưa chọn ngày này. Selected Doctor chúng ta cũng chưa chọn ai thành ra nó là rỗng Tuy nhiên chúng ta có một cái List Doctor chính là cái Array này các bạn này để cho nó render là cái này Range Time là cái gì? Chính là cái Array mà tất cả các cái các bạn nhìn trên màn hình Bây giờ mình clear nha, mình chọn một thằng bác sĩ ví dụ Lê Lung Linh này Chọn ngày chẳng hạn ví dụ mình chọn một cái ngày ngày 22 đi, 21 đi Rồi và mình sẽ click lại cái đống này Ví dụ mình click bốn thằng đầu và mình nhấn lưu thông tin nha các bạn thì khi mình nhấn lưu thông tin ấy, thì nó sẽ ra được cái mình cần lấy nha các bạn Đầu tiên là các bạn để ý thấy cho mình này Đầu tiên là current date của mình mình đã lấy được rồi Tuy nhiên là nó gọi là kiểu timestamp nha các bạn Đấy current date của mình này Nó là một object và nó là kiểu là timestamp Tiếp theo nữa là cái thằng range time Cái thằng selected doctor mình cũng lấy được rồi nha các bạn thì còn cái thằng range time các bạn để ý cho mình là bốn cái thằng đầu tiên thì chắc chắn nó phải có cái trường là is selected bằng true nha mình sẽ check từ thằng thứ năm này à, thằng thứ năm các bạn sẽ thấy là is selected bằng false thành ra là nó không hiện cái màu vàng thằng này is bằng true thì bây giờ ấy, các bạn muốn biết rằng là các bạn chọn những thằng nào thì chúng ta sẽ lọc cái thằng range time này với cái điều kiện là cái is select bằng true nha các bạn thì như vậy là chúng ta đã lấy được bốn cái thằng này rồi nha ở đây thì chúng ta đang gặp một vấn đề đấy chính là cái thằng uh, current date của chúng ta nó đang là một object tuy nhiên uh, prototype của chúng ta là object à thì uh, mình hơi khó chịu với cái thằng này nhỉ hôm trước là mình cũng không uh, không hài lòng với cái thằng uh, thằng này của chúng ta bởi vì là giá trị của nó thì nó đang gắn lung ta lung tung ờ, ở đây thì mình sẽ xem cái thằng current date của chúng ta nó sẽ gắn ở đâu nè mình sẽ xem nhanh nha. giá trị của nó chính là cái current date của chúng ta current date của chúng ta thì nó đang gắn là date không handle on chain date không ờ, như thế này mình sẽ thay vì cái này thì mình sẽ moment format ra nè ở đây thì mình có import một cái thằng là moment nha các bạn mình sẽ cần phải uh, uh, như thế này. Bản chất rằng là chúng ta sẽ cần phải truyền lên cho nó một cái là để mình xem database của chúng ta này. thì uh, chúng ta có một cái bảng đây chính là bảng schedule. bảng schedule của chúng ta thì chúng ta sẽ cần date. date ở đây thì chúng ta sẽ cần phải format các bạn. các bạn không thể để được uh, kiểu timestamp được. lý do bởi vì là khi chúng ta để kiểu timestamp chúng ta không thể query được. Um, các bạn hình dung rằng là hôm nay Ví dụ là ngày 20 tháng 7 đúng không Thì uh, các bạn để timestamp ấy Thì các bạn query kiểu gì Chúng ta sẽ cần phải mát chính xác cái string của nó Là 20 gạch chéo 7 thôi nha Chúng ta làm kiểu đơn giản nhất có thể thôi nha Thì ở đây thì mình sẽ dùng Ví dụ mình thử, mình thử dùng xem nha Mình sẽ thử, thử dùng một cái là moment này Moment Chúng ta sẽ dùng cái package này uh, Moment này uh, Mình sẽ truyền vào cái thằng current date nha Và mình sẽ format cho nó Ví dụ mình format cho định dạng là đây này Măn măn Year 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 xem nào Như thế này thì check state current date nha Mình sẽ xem nào nó có được không nha Rồi và mình nhấn Ctrl S lại xem là nó có hiểu không nha Mình sẽ quay lại với thằng của chúng ta Mình sẽ clear nó đi Và mình sẽ refresh lại một cái nào Thì đầu tiên thì nó không có gì Nếu mình nhấn lưu thông tin này Thì invalid date à, à chà, Chúng ta bị toàn rồi à, Ở đây thì mình cũng nhấn như thế này Xem mình sợ là cũng invalid date luôn à đây may quá các bạn khi um, khi chúng ta gọi là chúng ta gọi là các bạn để thấy rằng là khi chúng ta dùng cái thằng moment này thì nó đã hiểu chúng ta rồi tức là chúng ta sẽ cần phải format date trước khi chúng ta truyền về cho thằng uh, Node.js nhá thì uh, như vậy là mình đã lấy được cái thằng current date rồi này thì uh, trước khi mà các bạn nhấn lưu thông tin thì chúng ta sẽ cần phải validate hai cái trường là chọn bác sĩ và chọn ngày nha các bạn thì uh, như thế này đầu tiên rằng là mình sẽ if nha đầu tiên là mình sẽ if này Uh, ít chúng ta gọi là đối với thằng các bạn hình dung là cái thằng current date của chúng ta nếu mà chúng ta không có thằng current date này chúng ta không có thằng current date này thì uh, mình sẽ hiện ra một cái thông báo nha các bạn thì uh, để hiện ra cái thông báo ấy thì tương tự như cái um, như cái gọi là chúng ta thông báo lỗi ấy, mình sẽ mở một cái là admin admin uh, reducer admin action này admin action thì uh, các bạn sẽ để ý thấy rằng là chúng ta đã dùng một cái là um, chúng ta đã dùng một cái thằng toast đấy thì ở đây thì mình sẽ dùng cái thằng ở đây thì mình sẽ xem là chúng ta có fetch 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 thì mình nhớ là chúng ta sẽ cần phải import cái thằng đây chúng ta sẽ import cái thằng toast này nha các bạn rồi các bạn sẽ sang bên này cho mình các bạn sẽ kéo lên trên cùng và chúng ta sẽ import thằng này vào nha tương tự thì mình sẽ xem xem là cái này chúng ta dùng như thế nào là chúng ta có một cái trường là success đây trong khi chúng ta cũng có một cái trường là error nha đây mình sẽ báo cái trường lỗi nha thì trong trường hợp mà nó báo lỗi thì chúng ta sẽ làm gì để báo lỗi nếu mà các bạn uh, không chuyển vào cái ngày date này thì uh, mình sẽ là invalid date nha các bạn Invalid này, date này, mình chỉ thông báo đơn giản như, như thế này thôi Thì uh, uh, như thế này và mình sẽ check nha các bạn Đây, cái trường hợp đầu tiên này, nếu mà các bạn không chuyển vào một cái ngày date này thì mình sẽ check nha Đầu tiên rằng là, là các bạn chưa chọn ngày nha và các bạn nhấn lưu thông tin này Các bạn thấy rằng là nó sẽ hiện là cái lỗi là invalid date nha Bây giờ nếu như mình chọn ngày rồi, mình sẽ chọn ngày rồi và mình nhấn lưu thông tin thì nó không còn cái lỗi đấy nữa nha các bạn. Thì như vậy là chúng ta đã check cái lỗi đầu tiên nha. Tiếp theo nữa là mình sẽ check tiếp này. Chúng ta là if if selected doctor nha. Selected doctor của chúng ta này. Và các bạn sẽ check cho mình cái thằng này nó sẽ cần phải các bạn để ý thấy rằng là cái ở đây thì mình không in state của thằng selected doctor nha. Thì thằng selected doctor các bạn để ý thấy rằng là chúng ta gọi là chúng ta để là một cái object đúng không các bạn khi các bạn chưa chọn thằng bác sĩ ấy, thì object đấy bị trống đúng không thì các bạn sẽ thêm cho một mình một cái điều kiện nha và các bạn sẽ thêm vào mình các bạn chúng ta sẽ dùng lo các bạn này thì khi các bạn dùng cái dấu chấm than ấy is the empty tức là cái cái hàm mà is a empty này này nó sẽ trả lời true khi cái object của các bạn nó là rỗng còn nếu mà nó trả về false khi object của bạn không rỗng nha thì khi các bạn dùng cái dấu suy gạch gạch dưới này thì ngay lập tức thằng thằng visual nó import cho các bạn cái thư viện lodash thì uh, lodash chính là một cái thư viện mà nó giúp các bạn gọi là thao tác nhanh với mảng và array thì uh, gọi là mảng hay là object ấy thì uh, với dòng JavaScript thì thằng lodash nó khá chỉ là nổi tiếng thì các bạn sẽ dùng cho mình cái hàm như thế này nhá. Rồi mình sẽ nếu mà nó uh, nó như thế này thì uh, invalid invalid này selected data nha. Đấy, như thế này đồng thời thì ở đây thì mình sẽ return ngay tại đầu hàm này nhá tức là chúng ta chỉ check một trong hai lỗi này nha các bạn nếu các bạn không có hàm return ấy nó sẽ báo hai cái lỗi một lúc thì nhìn nó khá chi là buồn cười chúng ta sẽ check lần lượt nhá nếu là các bạn chưa chọn ngày này mình sẽ quay lại nhé, lưu thông tin này chưa chọn ngày đúng không invalid date này mình sẽ chọn ngày nhá tương tự bên này các bạn thấy chưa chọn bác sĩ đúng không thì bây giờ này đấy invalid selected doctor nha thì ví dụ mình chọn bác sĩ này mình sẽ chọn lại thì các bạn thấy rằng là bây giờ nó không ra lỗi gì nữa nha Câu về tiếp theo của chúng ta là các bạn sẽ như thế này. Đầu tiên là mình sẽ let nhá. Let format từ đến này, format từ này. Mình sẽ cần phải format thằng date của chúng ta trước nha các bạn. Thì các bạn sẽ dùng như thế này cho mình nhá. Chúng ta sẽ dùng cái format là day day man man và year year nha. Và cái format này thì mình sẽ lấy mình sẽ để trong cái file constant nha các bạn. Constant của chúng ta thì mình sẽ là lấy một cái file là date format nha các bạn. Mình sẽ copy cái hằng số là date format này mình sẽ kéo lên trên cùng đấy các bạn này mình sẽ import nó vào nhé trong file youtube như thế này chúng ta import thằng đếp format cho mình và các bạn sẽ quay xuống dưới này các bạn sẽ là chúng ta sẽ gọi đếp format này chúng ta sẽ đếp format vào cái gì nhé format uh, chúng ta sẽ chấm đến cái biến của nó là send to server nha các bạn đây, thì uh, thực chất rằng là mình uh, ngày xưa thì cái này nó gọi là nó viết sẵn cho mình như thế này rồi thì bản chất các bạn dùng như thế này ấy. sau này chúng ta sẽ vào cái file constant chúng ta sửa ở trong này chứ chúng ta không sửa ở trong những file này thì nó sẽ hạn chế cái việc các bạn hardcode code đi nha rồi sau khi chúng ta đã có thằng format date rồi chúng ta sẽ làm gì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi làm cái thằng range time nha các bạn ở đây thì các bạn sẽ là if range time cho mình nhá và này chúng ta luôn làm cái range time chấm lang lớn hơn không nha đấy chúng ta vẫn làm một cái gọi là muôn thỏa chậm nhưng mà chắc nha các bạn thì ở đây thì chúng ta sẽ làm gì Đầu tiên rằng là chúng ta sẽ dùng một cái hàm filter nha các bạn. Chúng ta sẽ cần phải filter ra những cái thằng nào ờ uh, let này, let uh, let selected nha. selected time này chính bằng cái thằng range time. Các bạn sẽ dùng cho mình một cái hàm filter của JavaScript nha. Chúng ta sẽ filter từng thằng item 1. Thì uh, đối với những cái thằng item nào mà chấm là uh, is selected đấy bằng bằng true. Đấy. Thì uh, như thế này thì uh, các bạn hình dung rằng là chúng ta đang filter, chúng ta đang lặp này, các bạn đang lặp qua cái mảng gọi là chúng ta lọc hết cái mảng gọi là rain, rain time này và các bạn sẽ lọc ra những phần tử nào mà có cái trường is selected bằng true thôi nha thì ở đây thì đến đây thì để cho chắc thì các bạn chỉ cần cho mình nha Console.log down này uh, selected time nha so, uh, hỏi dân it này hỏi dân it channel này đấy và chúng ta sẽ là Selected time này thì uh, các bạn thấy rằng là chúng ta làm với thằng react ấy, chúng ta code nhiều mà chứ các bạn hình dung là chúng ta phải dùng cái thằng JavaScript để hỗ trợ nó để cho nó xử lý dữ liệu ấy. Thì mình thấy rằng là kinh nghiệm của mình ấy cái khó là cái các bạn xử lý dữ liệu này. Còn thằng React nó chẳng làm gì đâu các bạn, nó chỉ là ngồi chơi xơi nước thôi à. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình chọn bác sĩ nhá, chọn ngày nhá. Mình sẽ chọn ngày này. Và mình sẽ ví dụ ở đây, các bạn hình dung rằng là đầu tiên của mình mình chưa chọn thằng nào nhá. Và mình cố tình nhấn lưu này. Đây các bạn thấy rằng do chúng ta chưa chọn cái nào nên cái thằng selected time của chúng ta bằng rỗng đúng không? bây giờ ví dụ mình nhấn uh, hai thằng đi thằng 8 thằng 9 này thì uh, bây giờ nếu mà nó chạy đúng ấy thì chúng ta sẽ có thằng selected time này có hai phần tử nha mình lưu thông tin đây các bạn thấy rằng là mình đã lấy được hai cái thằng 8 9 nha đúng không 8 9 giờ 9 đến 10 giờ bây giờ mình gọi là mình cố tình chọn cái thằng 16 17 giờ và mình nhấn lưu thông tin này thì các bạn thấy rằng nó có ba cái nha và nó lấy được cái thằng cuối cùng cho mình rồi đúng không bây giờ ví dụ mình bỏ cái thằng uh, 9 đến 10 giờ nha mình sẽ click lại một cái này và mình nhấn lưu thông tin này các bạn thấy rằng là nó đã lấy được cái thằng 89 giờ và 16 đến 17 giờ. Như vậy là chúng ta đã lấy được những cái trường mà đang chọn trên màn hình nha các bạn. Thì uh, sau khi các bạn đã lấy được cái này rồi thì chúng ta lại trích tiếp nha các bạn. Thì uh, đầu tiên là mình sẽ khai một cái biến này, let resolve của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ cần phải có một cái mã để lưu thông tin nha các bạn. Đấy. Rồi, sau khi chúng ta đã có một cái mã như thế này thì cái hàm này này, chúng ta sẽ ở đây thì mình sẽ console log nha. Console log này. Console log này. Uh, hỏi dân IT hỏi dân IT channel uh, channel check result tức là chúng ta sẽ cần phải check xem mà cái kết quả cuối cùng chúng ta lấy được cái gì nha các bạn đây chính là cái mục tiêu mà mình hướng tới ấy, là mình sẽ cần phải build một cái một cái chuỗi object để chúng ta có thể truyền lên thằng Node.js nha thì ở đây thì chúng ta sẽ làm gì if này các bạn sẽ check tiếp cho mình sẽ lấy time nha và này các bạn sẽ trích tiếp cho mình chấm lang lớn không nha sau khi chúng ta đã lọc rồi ấy, thì chúng ta sẽ cần chúng ta chỉ làm khi và chỉ khi là chúng ta có một phần tử lớn hơn nha các bạn lớn hơn else else này nếu mà chúng ta không tìm thấy thằng nào thì các bạn sẽ cho mình một cái này luôn nha đấy invalid selected time đấy nếu mà các bạn không chọn cái gì mà các bạn nhấn submit đấy thì mình sẽ như thế này luôn mình sẽ vào cái trường hợp else nha các bạn đấy ở đây thì mình sẽ bắt đầu làm tiếp này trong trường hợp mà nó lớn hơn không đúng không thì chúng ta sẽ làm gì Đầu tiên là các bạn sẽ đặt cho mình một biến là let object nha. Uh, let object này. Chúng ta sẽ object bằng như thế này thôi. Chúng ta sẽ khởi tạo một cái object này. Trước khi khởi tạo thì chúng ta sẽ map nha các bạn. Select the time này. Select the time chấm map nha. Map từng thằng item thôi. Một từng thằng item. Tức là giống như là một từng từng thằng time ấy. Các bạn đặt tên như thế nào cũng được thôi. Item hay ABC, XYZ thì nó đều hiểu hết. Đây chính là một cái phần tử của nó thôi. Bên trong đấy thì mỗi một lần các bạn lập ấy thì các bạn sẽ khởi tạo một biến object mới nha. Thì chúng ta sẽ làm gì? Thì đầu tiên là object các bạn cho mình một cái là doctor ID nha. Doctor ID của chúng ta chính bằng cái thằng selected doctor này. Và các bạn sẽ cho mình một cái là chúng ta sẽ cần phải chấm của nó không phải là chấm label, chúng ta sẽ là chấm value nha. Đấy. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ copy in nguyên như thế này cho mình. Chúng ta sẽ cần phải có một cái nữa đấy chính là date nha các bạn. Date của chúng ta chính là cái format từ date thôi. Rồi, như thế này thôi. Nó chỉ đơn giản như thế này. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ cho mình một cái object và các bạn sẽ chấm cho mình một cái là time nhé. Time là chính bằng cái gì? Chấm time chính bằng một cái cái trường time của chúng ta ấy. Cái trường time của chúng ta chấm cái chúng ta sẽ cần phải lấy cái gọi là chúng ta sẽ cần phải lấy key map nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng cái key map này này. Chúng ta sẽ chuyển key map lên. Đấy, chấm key map nha. Rồi, và đây thì các bạn sẽ sau khi chúng ta đã lấy được rồi thì chúng ta sẽ đẩy vào cái bảng resource của chúng ta là chúng ta sẽ push nha các bạn. Đấy chúng ta sẽ push cái thằng này. Thì uh, như thế này là chúng ta đã đẩy cái thằng object vào. Đấy. Thì như vậy là mình đã convert ra được một cái mã như thế này rồi nhá. Và bây giờ mình sẽ test xem là cái biến object của chúng ta có cái gì nè. Thì uh, các bạn hình dung rằng đầu tiên nha, mình cái biến object này mình sẽ tạo một cái key cho nó chính là doctor ID. Key của nó chính là lấy theo cái thằng selected doctor của chúng ta lưu trong state đấy Các bạn sẽ chấm value nhé Bởi vì tại sao chúng ta lại chấm value ở đây Bởi vì là cái thằng uh, drop down hay nói khác là cái thằng thư viện select ấy Nó sẽ trả cho các bạn hai cái là một cái là value Và một cái là label nhá. Đấy Nó sẽ trả cho các bạn một cái object Nó có hai trường là value và label Tương tự là cái thằng date này Chính là mình gắn bằng cái thằng format state ở đây Thằng time này chính là tên key thôi Còn giá trị của nó là lấy theo cái thằng time map này Uh, mình sẽ đặt ở đây thì mình hay đặt là item mất rồi thì ví dụ mình đặt là um, schedule đi schedule như thế này schedule mình đặt tên như thế này còn thì ở đây thì mình sẽ là schedule keymap thôi nó chỉ khác nhau như thế này thôi và mình sẽ cần phải quay lại với project của chúng ta này các bạn để ý thấy rằng là bây giờ mình sẽ chọn Nguyễn Thành An nha mình sẽ chọn một cái ngày cho nó này mình sẽ chọn hai ba ngày đi và bây giờ mình nhấn lưu thông tin để các bạn xem xem là chúng ta có gì nhé thì khi mình nhấn lưu thông tin ấy, cái mảng của mình có ba phần tử nha và các bạn để thấy rằng là mình đã lấy được cái ID của mình chính là 40 này chính là cái ID thằng bác sĩ này cũng như là cái ngày của mình ấy. ngày của mình là ngày 21 tháng 7 đúng không thời gian của mình là tham T2 T3 T4 thì chúng ta sẽ tương tự chúng ta sẽ lưu ba bản ghi này vào cái database của chúng ta đấy chính là date các bạn này thời gian này tham tai của chúng ta và doctor ID chính là ba cái trường này thôi các bạn còn cái current number ấy, cũng như là cái thằng mắc number thì chúng ta sẽ dùng thằng Node.js để nó tự động lưu nha các bạn thì uh, như vậy là chúng ta đã hòm hòm rồi nha ví dụ ở đây thì mình uh, bỏ nó đi mình sẽ chọn một cái thằng đầu mà thằng bit nha xem nó có lấy đúng không nha mình lưu thông tin này các bạn thấy rằng mình có hai thông tin thì uh, các bạn thấy rằng tham là t1 và tham là t8 thì uh, trong quá trình làm cái này các bạn nào mà không biết cái thằng schedule này là cái gì thì uh, các bạn như thế này cho mình nha các bạn sẽ console log cho mình này các bạn sẽ check schedule này uh, schedule schedule này. ngoài ra là đối với vòng map ấy nó hỗ trợ các bạn một cái biến là biến index để các bạn biết rằng là chỉ số của cái vòng lặp nó như thế nào đây các bạn sẽ cho mình một cái như thế này các bạn sẽ in cho mình một cái là schedule và một cái là index như thế này nhá tiếp theo nữa là các bạn mà muốn biết cái thằng thằng doctor là gì ấy, các bạn sẽ là selected doctor selected doctor ở đây nhá đây thì bạn nào mà không biết đấy ở đây thì ví dụ mình chọn hai thằng thì nó sẽ in ra hai dòng lốc thôi mình chọn ba thằng thì nó sẽ in ra ba dòng lốc thôi thì mình sẽ xóa đi nha ví dụ mình chọn một thằng thì nó sẽ in ra một dòng lốc thôi các bạn này mình sẽ lưu thông tin này uh, invalid date bởi vì là mình chưa chọn ngày tháng cho nó này rồi mình xóa đi nha mình sẽ lưu thông tin này đây các bạn thấy rằng schedule mình đã in ra rồi nhá các bạn nhìn cái dòng này này schedule ấy, tức là cái thời gian các bạn lọc nó có nhiều thông tin như thế này không tức là cái bởi vì mảng của chúng ta có một phần tử nên là index nó bắt đầu bằng 0 thôi các bạn thấy rằng selected doctor là nó là một cái object mà nó là label và value thành ra là mình sẽ cần phải chấm value nhá tương tự ở đây thì mình sẽ lặp đến 3 thằng chẳng hạn các bạn sẽ thấy là index nó chạy là 0, 012 thôi mình sẽ nhấn lưu nha đây các bạn thấy rằng index này 0, 012 thì như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta check dữ liệu cũng như là cách kiểm tra nha thì trước khi kết thúc video này thì mình sẽ review lại những file mình thay đổi trong video này nhé thì trong video này thì chúng ta chủ yếu là chúng ta tập trung làm phía thằng React cũng như là mình giúp các bạn gọi là chúng ta build lên một cục dữ liệu rồi. Thì trong video tiếp theo ấy, chúng ta từ cái cục dữ liệu này chúng ta sẽ gửi lên thằng Node JS để cho nó lưu nha các bạn. Thì đầu tiên thì file này thì chủ yếu là mình sửa có mỗi một file thôi. Đối với cái file CSS thì các bạn thêm cho mình một cái class có tên là button schedule và các bạn thêm cho mình class active nhá. Thì đối với thằng schedule của chúng ta này thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải import thằng date format cho mình này. Chúng ta import thằng toast cũng như là thằng loras nha. Ngoài ra thì mình trong cái hàm gọi là common để update ấy thì chúng ta sẽ cần phải xử lý cái mảng của chúng ta một chút. Tức là mặc định các bạn sẽ thêm cho mình cái trường là isSelected bằng Force nha. Rồi, tiếp theo nữa là mình viết thêm một cái một cái hàm để gọi là handle cái sự kiện các bạn nhấn vào nút mỗi cái thời gian ấy. Ở đây thì mỗi khi các bạn nhấn vào một cái nút ấy thì chúng ta sẽ chuyển trạng thái của nút đấy chính bằng trạng thái ngược lại trước đấy của trước nó. Thì ví dụ trước đấy thì nó đang chưa được chọn đúng không? thì các bạn click một cái thì nó sẽ là được chọn. sau khi nó được chọn rồi, các bạn click lại thì nó sẽ là chuyển trạng thái là chưa được chọn. thì để làm được điều đấy là các bạn sẽ dùng dấu chấm than như thế này nhá tiếp theo nữa là mình đã viết một cái hàm gọi là chúng ta sẽ handle cái event khi mà các bạn nhấn vào cái nút submit ấy. thì các bạn có thể thấy rằng ở đây thì mình đã xử lý một vài cái validate này, cũng như là chúng ta cần phải format date, chúng ta dùng moment này. ngoài ra là mình sẽ cần phải lập chúng ta sẽ cần phải lọc những cái mà cái date mà chúng ta chọn hay nói cái khác là khoảng thời gian và chúng ta sẽ build một cục object cho nó nha sau khi các bạn build rồi thì các bạn sẽ dùng cái hàm là resource push thì khi các bạn push ấy, thì nó sẽ đẩy vào một cái mã mà các bạn mong muốn thôi thì ở đây thì cái biến resource thì mình đã khai ngay từ đầu rồi thì các bạn có thể check lock bằng cách là các bạn sẽ đặt lock nha thì đến cái thằng cuối cùng của chúng ta chính là cái hàm render thôi thì các bạn thấy rằng là hàm render thì mình chỉ thay đổi cái gọi là cái nút bấm của chúng ta thì mình đã thêm điều kiện này mình sẽ cần phải check theo từng cái thằng range time ấy. nếu mà nó có điều kiện là true ấy thì mình sẽ thêm cho nó một cái class active thì như vậy thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng là chọn màu nha à, thì ngoài ra thì mình cũng thêm một cái cái mình cũng thêm một cái gọi là event on click cho cái nút cuối cùng của chúng ta rồi thì à, như vậy là trong video này mình đã giúp các bạn gọi là hoàn thiện xong cái giao diện của thằng react nha. thì à, trong quá trình thực hiện video này nếu như là các bạn có điều gì vướng mắc cũng như là bất cứ câu hỏi gì thì à, các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết hoặc là có thể inbox qua facebook fanpage cho mình. thì dù bằng cách nào đi nữa thì mình đều có thể thấy hết cũng như là có thể trả lời được hết thôi. nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích đừng quên like share cũng như bình luận bên dưới video, nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo